trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn ngồi ở nhà chứ cũng đã sứa với cả ngủ chưa dậy thì mình đã phải lên đồi để bóc măng rồi các bạn. Hôm nay phải khoác túi Gucci lên đồi để bóc măng. Các bạn nhìn đằng sau mình có thấy nhiều xe không? Lá giang đấy các bạn, mọi người lên đồi lấy lá giang đó, túi Gucci của mình, Gucci tải đấy, để mình lên đồi bóc măng các bạn nhá. Alo, măng to quá các bạn ơi. To quá. Măng to quá. Măng to quá các bạn. Sang. Đấy. Mùi đúng. Không phải đây được anh. Nhìn từng mặt. Để đây xong mình đi chung. Hả? Để đây rồi cùng đi nhau đi thôi. Ừ, đúng rồi. Thế không hồi nãy không đủ hết ở đây mà lấy cho cái tải. Đâu anh rồi. Đẹp quá các bác ơi. Tắm đi.
Em tới đây này. Đấy, khá là nhiều. Đối cho xem nào, đối cho cháu ý. Chất lượng phẩm của ngày hôm nay các bạn. Đó, mang này nó to. Cái này về mình phải cắt đi tận đây nha các bạn nhé. Thì mình lấy dài như thế này thì về những lúc mà mình về theo đường nó sẽ bị vỡ. Nát hết cái phần này. Đấy, như cái này nó nát hết nên là phải lúc ấy mình phải cắt như thế này đi. Mang hôm nay mình lấy nhất. Thứ rồi á. Thằng giá kì. Theo lưng đi, bị chui nó, chui vào, nó rơi vào. Đổ này ra. Đổ, lấy cái chậu kia về đổ ra nữa. Hai chậu ra. Đấy. Thành quả của vợ chồng mình hôm nay khá là nhiều. Với anh Đà 9 phần 10 các bạn. Mình hai vợ chồng mình được nhiều hơn, anh Đà được ít hơn. Rồi nhá. Túi Gucci tải của mình á. Đây một Gucci tải với cả thêm một ít nữa. Đó. Của mình thì mình lấy ngắn hơn của Trâm. Mấy cái củ này to nên là đấy nó bị nát này các bạn, nên là bây giờ mình phải cắt đây đi. Là mình lấy như này. To lắm các bạn. To như ông điếu luôn. Đó. Mình thì được nhiều hơn của Trâm. Và mây thì không tìm mũi bà đâu. Và hôm nay trời nắng các bạn, ở trên mình lâu rồi trời nắng rồi nên hôm nay mình sẽ lấy cái măng rối này ra. Để thôi các bạn, ủ cũng được tuần đến chục ngày rồi, bây giờ nó cũng chua lên rồi. Măng chua nó cũng chua lên rồi. Nên là lúc nữa mình sẽ đem ra phơi. Cái dàn phơi của mình thì mấy nay không được phơi nên là bỏ toàn cây lên trên đấy rồi, với cả ống nhựa. Hôm nọ qua mẹ mình dọn thì bỏ lên đấy. Xin chào đi. Xin chào. Đó, được khá nhiều. Cái này mình sẽ rửa và luộc luôn nhé các bạn nhé. Cứ mang ủng hộ gia đình nhà Cẫy nhé các bạn. Đặt hàng theo số online mình để trên dưới góc bên trái của màn hình nhé các bạn. Thành quả hôm nay cắt gọt, lúc nữa mình sẽ cắt gọt đi và sẽ luộc. Măng siêu non, siêu ngon luôn các bạn. Siêu nhiều lá luôn. Siêu ngắn nữa. Đấy. Lọc ra bị mình bị ngã nên là bị vỡ mất nhiều quá. Bị hỏng mất nhiều. Bị ngã các bạn, đè cho dập, nát hết. Nó măng siêu ngon luôn các bạn. Siêu ngắn luôn, siêu rẻ luôn. Siêu nhiều lá luôn đấy. Toàn lá là lá luôn. Toàn lá thôi. Vâng. Tiếp mẻ luộc thứ hai các bạn. Vừa rồi thì một mẻ trước rồi. Cái to thì mình sẽ chọn ra và luộc trước. Thì cái to nó sẽ lâu chín hơn. Còn cái nhỏ này thì mình sẽ luộc sau. Hai mẻ khác nhau. Thì nếu mà luộc theo nhau thì nó sẽ nhừ hơn. Ví dụ cái nhỏ này nó sẽ bị nhừ hơn và nó sẽ bị đen, bị thơm vào các bạn. Đen vào. Cái này thì nếu mà các bạn mà luộc quá thời gian thì cũng sẽ bị thơm vào các bạn nhé. Như mình thì mình luộc có 10 20 phút
gọi là một cái măng bé này, măng măng chung chung này mình luộc 20 phút. Còn là cái to bên dưới mình luộc lâu hơn một chút, tầm 25 phút. Đó. Thì nó mới vàng được măng. Đó là theo kinh nghiệm của mình, luộc măng của mình. Còn là các bạn thì không biết là luộc như cái nở kiểu gì, mọi người sẽ luộc như nào. Đấy các bạn. Khói nghi ngút đây này. Cái này lúc nó để nguội rồi chiều mình sẽ cho vào túi, mai mình mới phơi cơ. Hôm nay phơi thì không kịp nắng nữa các bạn. Để nguội rồi mới phơi. Để nguội rồi giờ mình bổ ra tách ra các bạn. Bổ nó ra rồi ép nó xuống. Tách nó ra thì măng nó mới đẹp. Đó, Trâm mình đang bổ cái măng này. Đấy. Măng siêu non, siêu lấy về ngọn luôn. Mình vẫn còn măng khô nha các bạn nhé. Lúc nào cũng có. Nên là mọi người cứ nếu mà có nhu cầu để mua về ăn thì mọi người liên hệ với số điện thoại 0911 117 354 để liên hệ với mình. Đó, mẻ nào mình cũng non như thế này thôi. Tự đích thân mình đi lấy mà. Nên là mọi người cứ yên tâm nhé. Cái này mình rạch như này cho vào tải đi, nén xuống và ngày mai mình mới đem ra phơi cơ. Hôm nay trời nắng đẹp quá nhưng mà tiếc quá hôm nay không kịp phơi được cái măng. Măng dối với cả cái măng này nữa. Thì đợt rồi cũng mưa nhiều nên là mình không đi tìm nữa các bạn. Đợt này trời nắng lại mình mới đi tìm tiếp. Alo các bạn ơi, măng non lắm đây này. Đó. Siêu non luôn. Củ nào cũng như củ nào các bạn. Để sao nó xếp vào như này các bạn. Để cái măng nó mới bằng thẳng được. Nó mới đẹp. Hôm nay mình không cân thử nhỉ. Cân thử xem được bao nhiêu. Mọi khi về mình cân cơ các bạn. Nhưng hôm nay mình không cân. Măng áng thì hôm nay chắc không phải được tầm khoảng 35 cân tươi thì nếu mà phơi dai thì được tầm khoảng 2,5 cân các bạn. 2,5 cân mà khô. Mà làm thì mất cũng rất là nhiều công. Đi tìm về rồi luộc rồi lại ngồi chẻ như này rồi phơi 2 nắng, 3 nắng. Phơi xong rồi mỗi buổi tối lại phải cất vào, xếp vào như thế này. Mỗi buổi lại xếp vào, như thế này. Không phải bỏ vào như bình thường làm mấy đâu các bạn. Rồi lại xếp chặt vào và lại xếp vào như thế này tiếp. Mất rất là nhiều thời gian nữa. Gần hết rồi. Một giỏ đến đây chắc phải được tầm khoảng hơn 30 kg. Hai vợ chồng mình một buổi sáng và buổi chiều thì đó, buổi chiều thì đem về phơi và mai mới lại
À đây mà trẻ mai mới đẻ thôi. Chưa về phơi, chưa về phơi, mai phơi cái màng kia nữa lâu lắm. Chép vào được đúng một cái sọt. Cái rổ giỏ đầy các bạn. Bóp nó hết đi, cho nó hết hơi đi cho còn đè. Đấy. Tí ấy mình sẽ lấy cái gì nặng nặng, cái thớt hoặc cái gì đó, đó mình đè lên trên đi. Đó. Nén nó. Mai vẫn là xếp kiểu này. Ngày nào cũng sợ là xếp lại thôi. Mà phải bục kín đấy rồi. Bục chặt vào, kín vào. Bục cái thế mai có khởi được không? Có. Rồi. Đẹp ơi. Sản phẩm ăn khô phơi ra sẽ như thế này các bạn. Được đóng gói và hút chân không gửi cho các bạn, nên là mọi người mua về có thể để được rất là lâu, có thể từ đây đến sáng năm vẫn được, nếu mà cái túi chân không nó không bị thủng ấy. Hoặc mọi người về có thể đựng vào một cái túi nào và buộc túi bóng và buộc kín vào thì sẽ để được rất là lâu nha các bạn nhé. Mình có gửi hàng mang khô này qua nước ngoài được, nên là mọi người ở bên nước ngoài có thể đặt hàng qua số điện thoại 0911117354 để mua sản phẩm mang khô giúp gia đình nhà mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.